Rất là vui khi mà mình được cầm cái này trên tay ngày hôm nay. Các bạn biết không, thật ra mình cũng không phải là cái người mà mê công nghệ nhiều đâu, nhưng mà lần này rất là thích bởi vì cái màu sắc nó rất là đẹp. Và rất là may là mình lại được là người đầu tiên cầm cái sản phẩm này trên tay. Cảm ơn Di Động Việt và cảm ơn tất cả các bạn đã hôm nay hỗ trợ cho Nga được có rất là nhanh. Và Nga nghĩ là cái này sẽ hỗ trợ cho Nga trong rất là nhiều công việc, cũng như là mình còn để cho mọi người ở gia đình còn chưa ai có được hết mà mình đã có rồi. Cảm ơn tất cả các bạn. Thật ra thì Apple thì mọi người biết rồi, mỗi lần ra nó như là một cái cơn sóng, ai ai cũng mê hết. Nhưng mà màu sắc đợt này rất là nữ tính nè, và có rất là nhiều những cái tính năng chụp hình lại còn đẹp nữa. Thì Nga nghĩ là đối với những người nghệ sĩ thì cái này rất là quan trọng. Và hy vọng rằng là cái iPhone này, những người nghệ sĩ chúng tôi sẽ được cầm đến nó đầu tiên, và sẽ là làm cho tuyên truyền thêm cho tất cả các mọi người đều yêu thích và sẽ nhanh nhanh có được cái điện thoại này nhé. Thật ra thì Nga biết đến Di Động Việt rất là lâu rồi, nhưng mà lần này mới được đến và được nhân viên tiếp ngay từ ngoài cửa. Và Nga nghĩ là đây là một cái dịch vụ vừa nhanh nè, vừa rất là thân thiện, và có rất nhiều anh chị em bạn bè nghệ sĩ của Nga đều ở đây hết. Và hy vọng đây sẽ là cái nơi mà làm cho tất cả mọi người sẽ được có ngay cái món quà mà quý, nhất là giới trẻ nữa. Vậy thì hay mặt trái cửa hàng Di Động Việt á, thì em sẽ chúc chị có những cái khoảnh khắc thật là thú vị bên người bạn mới của mình. Và cảm ơn chị rất là nhiều.